Vâng, và để tiếp nối chương trình thì ngay sau đây chúng ta đến với ca khúc Lá thư cuối cùng của anh Cù Đại Nghĩa. Dạ, mời anh Cù Đại Nghĩa lên sân khấu ạ. Đại Nghĩa xin gửi tới các anh các chị một buổi chiều để thưởng thức âm nhạc vui vẻ và hạnh phúc. Đường thư lần này buồn lắm em ơi, nhưng chẳng qua sự đời. Bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, biết người thơ nhưng sao lòng còn thương. Mơ mộng nhiều ngày cưới xe hoa nên người ta buồn mình. Quen nhau làm chi thương đau chuộc ấy, chấp nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày. Ôi bây giờ anh xin trả cho lời đắng cay làm chi, em trả cho anh lời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời nhiều trắng đôi tay nên người thay đổi mình, nhưng em nào sai từ nay xin chối từ. Em yêu khi là ta đã xa nhau tận trời, có phải không em? Ta mong sao những giọt nỗi sầu đừng vương lên mắt em. Còn ta mất em là bao chút ngày buồn đang đặt. Xin gửi lại em, xin gửi lại trinh bằng những tiếng hát tình khúc đường đi giang dở. Nhưng bây giờ anh đi trả cho em, cơn đau anh buồn. Anh đi trả cho em lời đắng cay là em trả cho anh lời cay đắng là. Vì trong cuộc đời còn chắc đôi tay